Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin dùng phát sóng trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sữa là một loại thực phẩm quý, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất đạm, chất béo, carbon hydrate và các loại vitamin, khoáng chất. Chính vì vậy, trong 10 năm trở lại đây, sữa được coi là thực phẩm thiết yếu, đặc biệt đối với trẻ em. Thế nhưng, thị trường sữa hiện nay đang gây khó khăn cho người tiêu dùng bởi giá cả và chất lượng. Chương trình tin dùng tuần này với sự tham gia của chuyên gia dinh dưỡng, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ cùng quý vị lựa chọn sản phẩm sữa cho con em mình dễ dàng, hiệu quả và kinh tế nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong 10 năm trở lại đây, người dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đã coi sữa như một phần quan trọng trong việc cân bằng dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là trong bữa ăn của các em nhỏ. Trong sữa chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất đạm, chất béo, carbon hydrate và các loại vitamin khoáng chất dễ dàng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi hấp thụ. Nhờ có nguồn dinh dưỡng quý giá này, trẻ em mới có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, cao khỏe hơn, thông minh hơn. Có thể so sánh một cốc sữa có hàm lượng protein cao tương đương với trứng, hàm lượng carbon hydrate bằng 1/4 bát cơm và lượng canxi ngang bằng với 16 bát rau trần vịt. Do đó, sữa là thực phẩm cần thiết để bù đắp nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em mà bữa ăn hàng ngày không thể cung cấp đủ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên cho trẻ em uống khoảng 500ml sữa mỗi ngày sẽ cung cấp được phần chính nhu cầu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cho trẻ. Nhà tôi thì có hai cháu, một cháu là 17 tháng và một cháu là hơn 5 tuổi. Thì sữa là thực đơn không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của các cháu. Cháu bé thì là mỗi ngày thằng cháu uống khoảng từ 600 đến 700ml. Còn cháu lớn thì là khoảng 2 cốc sữa, thì tương đương với khoảng 400ml. Với vai trò quan trọng trong việc bổ sung một số chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển thể trạng con người, nhu cầu uống sữa là tất yếu của tất cả người dân, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện đại ngày nay là nền kinh tế mở cửa, hội nhập, các thương hiệu sữa ngoại đã không bỏ lỡ cơ hội xâm nhập thị trường này và do chưa có kinh nghiệm cũng như sự chuẩn bị tốt nên thị trường sữa Việt Nam trở nên khá phức tạp. Các sản phẩm sữa ngoại nhập khẩu ồ ạt, chiếm lĩnh thị trường bên cạnh việc tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với những thương hiệu sữa nội địa còn tạo ra một sự nhập nhằng cả về giá cả, chất lượng gây khó khăn cho người tiêu dùng. Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, giá sữa đã tăng đến 4 lần, mức tăng thêm từ 8 đến 9% tùy loại, có loại tăng đến 15%. Ngoài việc liên tục tăng giá, nhiều hãng sữa còn lách luật để trốn thuế và lừa khách hàng. Nhiều nhãn sữa đã đổi tên sản phẩm từ sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi thành sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thức ăn công thức dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung khiến người tiêu dùng bức xúc và hoang mang. Tôi thì vẫn thường xuyên cho con uống sữa hàng ngày. Tôi chọn sữa nội để cho con tôi uống và tôi thấy cái sữa rất là tốt và giá cả nó cũng hợp lý cho gia đình thì điều kiện kinh tế nhà tôi. Tôi thì là chọn sữa ngoại cho các cháu thì vẫn biết là sữa ngoại thì giá cả nó cao hơn một chút ấy, nhưng mà đây là cái giai đoạn phát triển của các cháu thì là khẩu vị các cháu hợp với sữa nào thì mình cũng cố gắng là ưu tiên chọn cái sữa đấy cho các cháu. Hiện tại tôi đang chọn sữa nội cho con vì tại vì thứ nhất là nó phù hợp với kinh tế gia đình. Thứ hai là tôi cũng ủng hộ những thương hiệu của nội địa trong nước. Quý vị thân mến, trước tình hình thị trường sữa đang gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng, chương trình tin dùng đã mời đến trường quay Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia để giúp quý vị có những hiểu biết đúng đắn về sữa, từ đó có thể lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp với con em mình mà vẫn tiết kiệm chi phí. Cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Vâng, thưa chuyên gia, bà có thể chia sẻ là các bà mẹ Việt Nam phải lựa chọn sữa như thế nào để có thể phù hợp với thể trạng của con em mình được không? Vâng, như chúng ta đã biết thì thực tế thì cái khẩu phần ăn hiện nay của nhiều cháu còn thiếu hụt các vitamin, khoáng chất. Thường các cái nghiên cứu của viện cho thấy thì thiếu hụt khoảng 30-50%. Rồi cũng như là cách chế biến, người Việt Nam chúng ta nhiều khi có các cái chế biến mà gọi là không đảm bảo về bảo tồn được các cái vitamin, khoáng chất. Rồi lựa chọn thực phẩm chưa đa dạng, do đó mà bữa ăn của các cháu còn thiếu hụt rất là nhiều các cái vitamin, khoáng chất. Thế căn cứ trên thực trạng như vậy thì các bà mẹ nên lựa chọn những cái loại sữa mà có tăng cường nhiều các cái vitamin, khoáng chất, các cái vi chất mà trẻ em Việt Nam hay bị thiếu. Và nếu thiếu hụt các cái vi chất này thì nó ảnh hưởng đến
phát triển về mặt thể lực cũng như về mặt trí tuệ của các cháu. Và có thể nói rõ hơn là các vi chất mà trẻ em Việt Nam bị thiếu như thế nào? Và hiện nay thì chiến lược của Viện Dinh dưỡng Quốc gia chúng ta đã tiến hành như thế nào? Các cái nghiên cứu của viện thì cho thấy rằng các cái vi chất mà trẻ em Việt Nam hay thiếu, ví dụ chúng ta thấy rằng thiếu vitamin A là vấn đề mà Viện Dinh dưỡng cũng đã triển khai chương trình từ năm 90 trở lại đây, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu vitamin A thể tiền lâm sàng khoảng 14% ở trẻ em dưới 5 tuổi và các lứa tuổi khác thì cũng xung quanh khoảng 10%. Rồi thiếu máu, thiếu sắt hiện nay ở trẻ em dưới 5 tuổi khoảng 36% và ở trẻ em lứa tuổi học đường xung quanh khoảng 20%. Rồi thiếu kẽm cũng là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Trẻ em các vùng nghèo có thể thiếu trên 50%, nhưng trẻ em khu vực đồng bằng cũng thiếu 30-50%. Rồi thiếu canxi cũng tương đối nhiều. Các cái nghiên cứu thì cho thấy rằng khẩu phần canxi của trẻ em cũng như người Việt Nam mới đáp ứng xung quanh khoảng 50% nhu cầu dinh dưỡng. Để phòng chống thiếu các cái vitamin khoáng chất thì chúng ta cũng có các cái giải pháp. Thứ nhất là về lựa chọn những cái thực phẩm giàu vitamin khoáng chất. Đấy là ăn đa dạng thực phẩm, mỗi ngày ăn 20 thực phẩm khác nhau. Và giải pháp thứ hai là có thể là bổ sung dạng viên, dạng cốm tùy theo nhóm tuổi mà vitamin khoáng chất được đưa vào. Và một giải pháp rất quan trọng đó là tăng cường vitamin khoáng chất vào trong thực phẩm. Và chúng tôi đã kết hợp với các doanh nghiệp thực phẩm để mà đưa thêm vitamin khoáng chất vào trong thực phẩm. Ví dụ cụ thể như là trong lĩnh vực sữa chẳng hạn thì chúng tôi cũng đã thiết kế một cái công thức sữa gọi là S cộng. Nó thích hợp với cái tình trạng thiếu hụt vitamin khoáng chất của trẻ em Việt Nam và cũng căn cứ trên các cái kết quả nghiên cứu của viện để đưa ra cái công thức mà gọi là thích hợp cho trẻ em Việt Nam. Và đã kết hợp với nhãn hàng Easy Ngon để đưa ra cái sản phẩm gọi là Easy Ngon S cộng, có đầy đủ các vitamin khoáng chất và phù hợp với cái tình trạng thiếu hụt vi chất của trẻ em Việt Nam. Và ví dụ nếu các cháu trung bình các cháu có uống khoảng 400 đến 500 ml sữa một ngày từ sản phẩm Easy Ngon S cộng thì có thể đáp ứng phần chính các cái vitamin khoáng chất rồi các yếu tố vi lượng có trong sữa. Tôi có nghe bà nhắc đến cái công thức S cộng đúng không ạ? Vậy thì công thức S cộng là gì? Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn được không? Vâng, công thức S cộng ở đây thì chúng ta hiểu S cộng ở đây tức là muốn là đây là công thức sữa dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Và chữ S cũng là hình dáng của đất nước chúng ta. Và chữ cộng ở đây thì chúng tôi muốn là cộng thêm cái về mặt tầm vóc, về mặt sức khỏe và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam. Sữa Easy Ngon thì đây cũng là những nhãn hàng sữa nội đầu tiên đã đặt vấn đề với Viện Dinh dưỡng để cùng phối hợp đưa ra cái sản phẩm mà sữa có bổ sung vitamin khoáng chất thích hợp với cái tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Và ở đây thì chúng tôi cũng tham gia thiết kế công thức, tư vấn và cùng với doanh nghiệp để đưa ra cái sản phẩm có cái được cái trẻ em của chúng ta ưa thích, về tức là cái tính cảm quan chấp nhận sản phẩm cũng được trẻ em Việt Nam ưa thích. Và với cái nguồn nguyên liệu là vitamin khoáng chất sử dụng là nguồn tự nhiên và đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm. Và cái sản phẩm này cũng đã được đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của quốc tế hay của quy chuẩn của Việt Nam, cũng như được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp phép để đưa ra thị trường cái sản phẩm này. Rất là cảm ơn bà. Thưa quý vị, có thể nói là may mắn cho người tiêu dùng khi Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã kết hợp với nhãn hàng sữa Easy nghiên cứu và ứng dụng thành công công thức S cộng và đã cho ra đời sản phẩm sữa có thành phần dinh dưỡng và khẩu vị phù hợp với trẻ em Việt Nam, đó chính là Easy Ngon S cộng. Xuất hiện từ năm 2003, Easy nhanh chóng được các bà mẹ và các trẻ nhỏ yêu thích bởi hương vị thơm ngon và bài hát hai chữ ZZ, hai chữ II vui nhộn. Easy cũng trở thành thương hiệu sữa Việt Nam đầu tiên dành cho trẻ em. Kiên trì đi theo con đường cạnh tranh bằng chất lượng, Easy đã vươn lên khẳng định đẳng cấp chất lượng quốc gia và quốc tế. Năm 2010, Easy là sữa đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế của Viện Kalaxur, Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2012, Easy là sữa đầu tiên được Bộ Y tế chứng nhận phù hợp với quy chuẩn quốc gia. Không dừng lại ở đó, vào năm 2013, Easy đã phối hợp thành công với Viện Dinh dưỡng Quốc gia nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm cao cấp Easy Ngon S cộng, phù hợp tối ưu về nhu cầu dinh dưỡng, vi chất và khoáng chất của trẻ em Việt Nam.
Đây là sản phẩm ứng dụng thành công công thức S cộng được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất như chất đạm, chất béo, hydrat carbon, vitamin A, D3, B1, B2, lysine, sắt, kẽm, canxi, magie. Và đặc biệt hơn với hai dưỡng chất tự nhiên Palatinos và Synergy 1 với hàm lượng phù hợp nhất cho trẻ em từ 2 đến 15 tuổi. Với quyết tâm đưa Easy là thương hiệu hàng đầu về sữa dành cho trẻ em Việt Nam, chúng tôi thực hiện 4 cái ưu tiên chiến lược. Ưu tiên chiến lược đầu tiên đó là trẻ em. Chính vì vậy mà chúng tôi coi trẻ em là đối tượng trung tâm, là cái lý do để chúng tôi tồn tại và phát triển. Từ đó chúng tôi sẽ dành mọi tình yêu thương cho trẻ em và chúng tôi luôn luôn là tập trung mọi nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi để phát triển ra các sản phẩm hộp sữa có chất lượng tốt nhất và phải được trẻ em đánh giá là ngon nhất. Và đó cũng chính là cái lý do mà chúng tôi lựa chọn là kết hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia để nghiên cứu và phát triển thành công cái công thức sữa Easy S cộng được đánh giá tốt như hiện nay. Công thức sữa S cộng thì vừa được Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam công bố trong một cái hội thảo khoa học gần đây. Đây là cái kết quả nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nghiên cứu về tình trạng thiếu dinh dưỡng và thực trạng thiếu vitamin dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam. Và kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng là khi mà sử dụng sữa có bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng sẽ giúp trẻ em là cải thiện được cái tình trạng thiếu dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng. Việc nghiên cứu và ứng dụng cái công thức S cộng và sản phẩm Easy mới được chúng tôi thực hiện một cách rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng và nghiêm túc tới từng cái chỉ tiêu của sản phẩm, từng cái yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Và chúng tôi có một cái phòng lab đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Và với cái phòng lab tối tân này thì chúng tôi đã có thể nghiên cứu một ngày từ 5 đến 10 lần. Trong quá trình nghiên cứu thì tổng quá trình nghiên cứu khoảng đến 100 lần để chúng tôi cho ra được một cái sản phẩm Easy ngon S cộng và được trẻ em yêu thích như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Dinh dưỡng Quốc gia đồng ý, hợp tác và cho ra đời sản phẩm Easy ngon công thức S cộng. Nó bắt nguồn từ thực tế nỗ lực không ngừng vì trẻ em của nhãn hàng Easy. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ năm 2009, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, thuê tập đoàn Tetra Pak Thụy Điển nâng cấp hệ thống dây chuyền thiết bị, hỗ trợ và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng tương đương tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Đây cũng là công ty duy nhất dám bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ để đầu tư dây chuyền sản xuất thử trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, Easy cũng được sản xuất từ vùng nguyên liệu bước đầu, áp dụng bổ sung vi chất qua thức ăn cho bò để tạo ra vi chất tự nhiên, làm cho Easy ngon hơn. Những nỗ lực không mệt mỏi của nhà sản xuất Easy trong gần 4 năm qua đã được Bộ Y tế nhìn nhận và đánh giá tốt. Chính vì vậy, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã tin tưởng và đồng ý hợp tác để cùng nghiên cứu, sản xuất ra những hộp sữa Easy ngon S cộng có chất lượng tốt nhất. Sản phẩm sữa Easy ngon S cộng đang được hàng triệu bà mẹ tin tưởng lựa chọn vì nó phù hợp tối ưu về dinh dưỡng và vi chất cho trẻ em Việt Nam. Trong khi đó, các sản phẩm sữa ngoại mặc dù có thể rất tốt nhưng chưa chắc đã phù hợp với trẻ em Việt Nam. Đối với cửa hàng nhà tôi thì có khoảng độ 40-45% là lựa chọn cái sản phẩm sữa Easy. Thứ nhất là tôi thấy là cái sản phẩm này cũng được Viện Dinh dưỡng Quốc gia kiểm nghiệm và phát triển. Nên tôi cũng tư vấn cho khách hàng là lựa chọn sản phẩm Easy S cộng. Và phản hồi của họ thì tôi thấy là cái lượng khách quay lại cửa hàng để sử dụng cái sữa này cũng tương đối nhiều. Thì họ cũng nói là con em họ sử dụng cái sản phẩm này thích và cũng tốt cho sức khỏe của con em họ nên họ tin dùng Easy S cộng. Vì tôi thấy sữa Easy S cộng là nó đạt tiêu chuẩn của quốc gia nên là tôi thấy cho con tôi uống thì nó con tôi cũng rất thích và hứng thú khi mỗi khi là con tôi uống sữa Easy. Sữa Easy ngon S cộng này là được Viện Dinh dưỡng Quốc gia kiểm nghiệm và tôi rất thích dùng sữa này bởi vì là nó rất có tốt cho sức khỏe của con tôi. Không chỉ được các bà mẹ lựa chọn và tin dùng vì công thức S cộng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và vi chất cho trẻ em Việt Nam, Easy ngon S cộng còn được 87% cho đến 95% trẻ em yêu thích và bình chọn là ngon hơn các loại sữa khác. Easy ngon vì được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn về sản phẩm sữa theo bộ tiêu chuẩn quốc tế Codex Standard for Milk.
Sản phẩm này cũng được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51-2010-BIT bởi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Sữa Easy Ngon S cộng là chúng tôi lựa chọn với 3 lý do. Thứ nhất là nó có được công thức S cộng phù hợp với sự tăng trưởng của trẻ con. Và thứ hai nữa là sự phản hồi của học sinh rất thích loại sữa này. Nó gồm có nhiều vị khác nhau và mỗi con có thể là lựa chọn cho một vị thích hợp. Một lý do thứ ba là cái giá thành phù hợp. Và hơn nữa là cái lượng dung lượng vừa phải, tức là vừa phải cho nên là các con sau khi ngủ dậy được điểm tâm nhẹ nhàng trước khi vào buổi học mới. Với ba lý do trên thì đã chọn cái sữa Easy để làm bữa ăn phụ cho các con. Em thích sữa Easy vì sữa nó vừa ngon lại còn tốt cho sức khỏe. Em chỉ ở mỗi ngày để em dùng một lần sữa Easy khi vào lúc sau khi ngủ dậy vào buổi chiều ạ. Cháu thích uống sữa Easy vì sữa Easy rất ngon ạ. Đối với trẻ em, sữa Easy Ngon S cộng không chỉ thơm ngon, dễ uống mà còn vui vì vỏ hộp được thiết kế độc đáo, dễ cầm khi sử dụng. Màu sắc và hình ảnh in trên hộp sữa cũng rất bắt mắt và ấn tượng, phù hợp với tâm lý của trẻ nhỏ. Sữa Easy Ngon S cộng không chỉ mang đến sự phát triển thể chất lành mạnh cho các bé mà còn tạo ra niềm vui bất tận khi tổ chức ngày hội con yêu Easy Ngon. Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho hàng vạn trẻ em với hàng loạt các trò chơi thể chất như nhảy nhún nhà phao, cầu trượt, bóng rổ, cầu cá và cơ hội trải nghiệm xe buýt 3D hay thế giới Easy với các màn biểu diễn siếc hề và ảo thuật. Không chỉ các em nhỏ mà các bậc cha mẹ cũng có những trải nghiệm bổ ích khi được Easy mời tham gia chương trình tư vấn dinh dưỡng miễn phí do các chuyên gia hàng đầu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tiến hành. Rất nhiều câu hỏi và băn khoăn của các mẹ sẽ được giải đáp đầy đủ và tận tình. Đặc biệt, trò chơi sữa nào ngon nhất sẽ giúp các mẹ biết con mình thích uống sữa nào. Easy Ngon công thức S cộng với những khác biệt và ưu điểm vượt trội đã được bình chọn là sữa được các bà mẹ tin dùng và trẻ em yêu thích nhất năm 2013. Đây là phần thưởng xứng đáng cho 10 năm phấn đấu không ngừng nghỉ vì trẻ em Việt Nam của nhãn hàng sữa Easy. Tôi vừa được vinh danh và nhận giải Easy là sữa được các bà mẹ tin dùng và trẻ em yêu thích nhất. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu nỗ lực 10 năm không ngừng nghỉ của Easy vì sự nghiệp trẻ em Việt Nam. Như các bạn đã biết, để làm ra các sản phẩm sữa có chất lượng cao như sản phẩm sữa Easy Ngon S cộng chẳng hạn thì giá thành rất là cao, và trong khi đó thì nếu giá thành rất cao thì không còn nhiều tiền để làm chi phí cho quảng cáo và marketing. Cũng rất may là vì chất lượng mà sữa Easy lại được các bà mẹ và nhất là các em nhỏ bình chọn là sản phẩm yêu thích nhất. Đây là một cái sự động viên khích lệ cho chúng tôi để tiếp tục kiên trì đi theo con đường chất lượng. Quý vị thân mến, thời lượng 20 phút của chương trình tin dùng đến đây là kết thúc. Hy vọng chương trình tuần này đã cung cấp cho quý vị những kiến thức bổ ích để quý vị có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp cho con em mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.